Tiếp theo, mời quý vị đến với tiết mục Rằng Thường của nghệ nhân Bùi Thị Thẩm, câu lạc bộ Mường Vang. Xin trân trọng kính mời ạ. Thương thiết na hồi à lai à thương à nông ơi thương à khổ ở đông nam bụi cái khang à lai à thốt nhớ thôi à mơ hôm nay ngày à ni là ngày câu lạc bộ hát nà mương cho rể nhà ổn đi xin ráng mô thiêng thương ni ở rể nhà chờ mà chấp mà ôi ra ổn xin ráng thiêng thương ni ở cấp chợ ơi mà nhâm un xin à răng mô thiêng thương ni nó lắm mận à thiêng đa nà thiêng khao hôm nay ngày à ni là ngày câu lạc bộ hát đà cho rê nhà ùn ý nhỏ mà ca quân thốt ảo mời đỡ bơ nhá bước chân tha khá dạ chân tha đang ơi để ùn đi khuất lùng con ngã lăng khuất nhá văn hòa hôm nay ùn ý ngỏ thầy có các ông ở xa là vớt lòng xóm mà ni ra ùn ý mừng xuân như đùm bông à đào ơi ra ùn ý chào đáng như đùm mà bông khoai nở rơ cha pa tròi như bông la mà ngay ùn ra là ùn đang chinh phú ớt lệ đỡ ùn xin cất đô nà thương ơi đôn ràng vào hàng à bố bài à thôi ơi ô mát đưa bố bài bao đô đưa quà lào đô đào cải dương chỉ à rênh đi đồn xin à bố bài ba ngọn cơ đó khao à vang đỡ cho cả cậu à đi đang mong xa cho nó rái tưởng à thơi hơi xin trân trọng cảm ơn bài Rằng Thường rất hay và ý nghĩa của nghệ nhân Bùi Thị Thẩm đến từ câu lạc bộ Mường Vang. Tiếp theo, xin mời quý vị đại biểu cùng thưởng thức tiết mục Sáo Trúc từ một nghệ nhân Sòng Khướng, xã Bình Hẻm. Xin kính mời ông ạ. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn tiết mục sáo trúc của một nghệ nhân đến từ xóm Khướng, xã Binh Hèm.